Alo, mến chào anh em nha. Rất vui được gặp lại anh em trên kênh YouTube của Đinh Nguyễn Bảy. Thì hôm nay mình nhận là một con xe quay A. Xe này của một anh khách ở quận 5, Sài Gòn. Xe này thì khách làm để mà đi chở hàng đó anh em. Chở hàng. Anh em nhìn ba ga biết không? Nè, bắt cái ba ga gì lên đây để chở hàng. Xe này khách đã lên bình xăng rồi nè, xăng lớn. Trước kia thì cũng đã xoáy lên 110 rồi, cái lồng cũ nữa nè anh em, mỏng rồi. Khách thì bây giờ bảo là yêu cầu là làm cho nó mạnh một tí, để mà chở hàng thì mình cũng ráp cho khách một cái lồng mới, lồng hàng mới bây giờ 110 vô luôn ha. Cái dên thì bị lột tay rồi, dên lột tay, mình đi ép dên về, mới thay cái tay mới nha anh em. Thay bật đạn. Đầu thì làm xúc bắp bốn nồi cũng dán như những cái xe khác anh em. Rồi thì làm lại kiểm tra dàn mặt đạn, xin cam rồi các thứ. Rồi tiến hành là ráp vô, cái quan trọng là canh cái dàn hơi nè anh em. Cái con xe này canh cái dàn hơi hơi bị căng đấy. Tại vì khi mà lên 110 thì xe nó bị nhồi ga khó đi, canh sao nó vừa thôi nha anh em. Bỏ ron là vô hết, giờ tiến hành ráp cái bộ máy vô. Như vậy là mình cũng đã ráp xong cái máy quay, có cái số máy cuối là 1129 cho một khách ở quận 5. Thì xe này như đã nói từ đầu nha anh em, mình đã lên cái lồng 110. 110 lồng ngắn đó anh em, nó như lồng quay pha nhưng mà nó 110 ha. Thay xúc bắp làm nồi, rồi ép dơn, thay cái tay dơn. Cái tay dơn bị lột đâu rồi Tuấn nha. Cái tay dơn này anh em. Tay dơn này lột kêu khiếp lắm. Mấy cái dây lột này thì khỏi nói rồi. Mình đã quay cho anh em xem ha, tay dơn mà bị lột rồi. Thay tay dơn. Mình canh lại cái nồi thay nó sắt. Rồi nổ đi Tuấn ơi, nổ tay thử lên nhé. Để lên đủ lắm. Chỉnh canh ti xíu nhỏ nữa được không? Chỉnh nhỏ coi. Có con cò này bị lỏng rồi đó. Kêu chết. Để rô đai xong rồi. Cái xe chở hàng thì mình mới đen gian rồi nha anh em. Còn anh em mà hỏi lòng này nó có bền hay không thì xin thưa nó không bằng cái lòng zin được nha anh em. Làm sao mà bằng lòng 100 zin được, nhưng mà mình ăn gian thôi. Để mà mình đi chở hàng đó. Bây giờ mình rô đai rồi chạy thử cho nó tròn tua lên chút xíu, cho nó giả cò lắc canh lại hả. Rồi hoàn thành. Cái này là máy sau khi mình đã ru đai rồi xong hết rồi nha anh em, canh cò rồi hết rồi hả. Đây số máy đây, 129. Mở máy cho anh em nghe chú máy nha. Lòng 110 nha anh em. Lòng 110 An Giang cho khách đi chở hàng đó. Rồi xong một con. Bên này thì có một con phu 1 nha anh em. Bên này có một con phu 1. Mình chuẩn bị mình đã làm máy. Xe máy xè. Hơi bị hú gió. Xe máy như lại lên ga nó kêu cái tiếng răng ron ron như đường piston tông nè. Tiếng hành đã ra mình làm con này. Khu trời này mình sẽ quay mình up bên kênh Đinh Nguyễn Quay Bãi cho anh em xem ha. Ở đây cục máy đời Điên Thái, khách rã banh tà lông hết rồi, đem tới đây mình ráp lại đây, làm lại. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn anh em trong cái video clip tiếp theo của mình nha. Anh khách này có coi video thì ra lấy xe giùm em nha. Bye bye anh em nha.